Tôi có ý định đạp xe đi dạo phố. Đó là thói quen. Ra ngoài thì xỏ cái quần giày, đạp xe đạp cho dễ. Xỏ dài mang theo cái khăn ướt để làm mát. Đội cái nón để thêm mớ tiền lẻ. Đi một vòng phơi nắng. Đây là cây dao hướng đạo. Lên đường sẽ ra ngoài đạp xe đạp một vòng. Tắt đèn không ngủ. Lấy xe đạp ra. Tôi sẽ cùng với chiếc xe đạp của mình đi dạo phố. Đi một vòng để coi thiên hạ mua bán. Đây là bên hông nhà. Nắng chói chang. Mở cửa. Tôi sẽ cùng với chiếc xe đạp của mình đi vòng vòng qua các con phố. Trời nắng chang chang. Theo con hẻm này thì tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Tôi theo con hẻm nhỏ để đi ra đường Nguyễn Trãi.
quẹo trái thì tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Trời rất nắng, nhưng trên đường Nguyễn Trãi vẫn có nhiều bóng mát nhờ có những cây dầu cao to. Xe cộ trên đường tôi sẽ đi về hướng đông, chạy thẳng lên đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đây người ta có bán bánh xèo, bánh khọ 30.000 đồng một cái, bún thịt xào, gỏi cuốn. Có khách ăn. Đường Nguyễn Trãi buổi gần trưa. Những bạn trẻ là học sinh của trường Đại học Sài Gòn kiếm chỗ trọ nằm trong cái đường hẻm này. Ở đây là quán cà phê Cotti. Người ta bán quần áo 3 cái 100k. Ở đây thì bán đồ nội y nữ. Những người mẫu tôi tới cột đèn chờ đèn, tôi sẽ băng qua đường Nguyễn Biểu. Đổi đèn tôi sẽ đi ngang đường Nguyễn Biểu. Ở đây người ta bán rất nhiều nón. Những người mẫu khoe áo quần đứng suốt ngày ở lề đường. My Boutique. Lê ghim trứng rồi. Tôi đang ở trên đường Nguyễn Trãi, khu gần trường Đại học Sài Gòn. Ở đây người ta bán trái cây. Gà 8 giờ 1 đồng, 1 đồng 1 gà có 18 ngàn. Phải mở
tôi tiếp tục đi lên đường Nguyễn Văn Cừ. Bán đu đủ xoài khoai watermelon dưa hấu đây người ta bắn nó. Tôi đi tới ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ. Ở đây có trường mầm non Vàng Anh. Bữa nay thứ bảy nghỉ học. Thành ra trường vắng vẻ. Đèn đỏ. Ở đây người ta bán thỏ. Bán những con thỏ. Đầu đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đây có hớt tóc vỉa hè. Nhà vệ sinh công cộng. Bồn bánh xe. Đường Nguyễn Văn Cừ buổi gần trưa, lúc này nắng chói chang, cảnh đường phố đi thẳng tôi sẽ ra đường Trần Hưng Đạo. Đường Nguyễn Văn Cừ buổi trưa đó này. Những chỗ bán cơm đông khách. Taxi xanh. Taxi chạy điện. Trong thành phố hiện nay có rất nhiều taxi xanh. Tức là taxi chạy bằng điện, không có phun khói. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Bà già đi thu vé kiếm bóng mát ăn trưa. Tôi băng ngang đường Nguyễn Văn Cừ. Đi thẳng tôi sẽ ra đường Trần Hưng Đạo. Trên đường người ta bán vé số. Bán gỏi cuốn. Ở đây có xe bán dừa nước. Đây là xe bán dừa nước.
đâu cũng có thể mở được gian hàng để bán đồ. Lề đường có nơi là làm bãi giữ xe, đi thẳng sẽ qua cầu Nguyễn Văn Cừ hoặc ra đường Võ Văn Kiệt, cứ quẹo vào đường Trần Hưng Đạo. Buổi trưa sẽ có thói quen đi phơi nắng. Đi nghe gió, đi xem xe cộ trên đường, đi xem thiên hạ mua bán. Tôi tới ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Hưng Đạo, đèn đỏ, chờ đèn. Những anh em công nhân đi hút lá. Tôi sẽ băng ngang đường Nguyễn Biểu. Băng ngang đường Nguyễn Biểu. Cây xăng số 18. Đường Trần Hưng Đạo nằm dưới bóng mát của các cái tàn cây dầu. Thu mua đồ cũ đổi đồ mới. Tôi đang rề rề ở trên đường Trần Hưng Đạo. Bữa nay bán lại phở bò cháo huyết. Vào đây ăn phở bò cháo huyết. Trường Mai Anh, trường tiểu học Mai Anh. Đi thẳng vào hướng Tây thì tôi sẽ đi vào chợ lớn. Lúc này rất là nắng, oi bức. Đi vào chợ lớn phải 4-5 cây số nữa, rất là xa. Tôi tới đường Trần Hưng Đạo thì tôi sẽ quẹo về nhà. Chờ xe bus. Đi ngang nhà mộ Trương Vĩnh Ký. Nhà mộ Trương Vĩnh Ký.
tôi sẽ vào đường Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng để về nhà. Trời trưa nắng. Hôm nay ở đây là thứ bảy, người ta làm ổ khóa. Rất là lâu rồi, trước 75 tới bây giờ. Trường mầm non 2B. Ở đây có cái cây dầu lên trên tách đôi thành chữ V. Vậy mà thế cây cũng đứng rất là vững. Tôi đang ở trên đường Trần Bình Trọng. Theo đường Trần Bình Trọng thì tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Nhưng trước đó thì tôi sẽ đi ngang nhà thờ Võ Đạo Chợ Quán. Trời rất nắng. Ở đây người ta bán hủ tiếu, hủ tiếu xương. Tôi sẽ đảo vào một vòng trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Hôm nay thứ bảy không có học, thành ra nhà thờ vắng vẻ. Vào đây có bóng mát, có gió mát. Buổi trưa thì tôi đi ghi hình. Tượng Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Ở đây có trường tiểu học Trần Bình Trọng. Hôm nay thứ bảy, do đó học sinh nghỉ. Ở đây là cấm xả rác, cấm hái cây cỏ. Bên hông nhà thờ chỗ người ta nghỉ ngơi. Đại sảnh đường. Có kiến trúc Gothic, cửa cong
tương hợp với kiến trúc của nhà thờ. Đi thẳng ra sẽ là đụng đường Trần Bình Trọng. Những cây cao có bông kết trái. Những cây cao kiển vươn cao lên, tung lá ra, tạo ra những bóng mát ở trên mặt đường. Bên đây là trường tiểu học Trần Bình Trọng khu A. Đại sảnh đường bên hông giáo đường nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán, tháp chuông cao dồi dội in bóng trên nền trời xanh. Lúc này gần trưa, trời nắng như đổ lửa. Tôi đang ở trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Tháp chuông nhà thờ cao dồi dội, in bóng trên nền trời xanh. Hôm nay thứ bảy, không có học, do đó học sinh không tới trường, khuôn viên vắng vẻ. Đây là cây bàn. Cái bàn này có trái rất là to, rất là ngộ. Mùa này có trái rất to. Những cây cao bắt đầu ra trái. Những chùm cao tỏ hương thơm thanh khiết. Tôi đang ở trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Lúc này gần 12 giờ. Đúng 12 giờ thì tiếng chuông sẽ vang lên ở tháp chuông báo giờ. Tôi đang chờ tiếng chuông phát ra từ tháp chuông của nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán.
bên ngoài là đường Trần Bình Trọng. Tượng Đức Mẹ Maria. Đúng 12 giờ từ tháp chuông nhà thờ Hòa Đạo chợ quán vang lên tiếng chuông báo giờ. Người kéo chuông là anh Thành. Tiếng chuông ngân vàng cho biết lúc này là đúng 12 giờ trưa. Tôi đang trong khuôn viên nhà thờ Hòa Đạo chợ quán. Đúng 12 giờ trưa. Tiếng chuông nhà thờ ngân vàng. Tượng Đức Mẹ Maria. Bây giờ là đã dứt, tôi đi theo đường Trần Bình Trọng qua đường Nguyễn Trãi để về nhà. Tôi ra đường Trần Bình Trọng. Quẹo phải, tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Tôi cũng có thể đi hẻm 120 để về nhà. Lúc này ở đây là buổi trưa 12 giờ. Tôi có thói quen mỗi ngày ra ngoài đi phơi nắng, đi nghe gió. Đi coi thiên hạ mua bán. Đi ngắm cảnh xe cộ trên đường xá.
vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Tôi đã về tới nhà. Đi ngoài nóng hừng hực, về nhà uống nước. Nhâm nhi cà phê đen pha nhiều nước. Lúc này là 12:10. Hồi nãy trong nhà thờ là 12 giờ, nghe tiếng chuông vang lên từ tháp chuông. Về tới nhà là 12 giờ, gần 12:10. Wow, trời nóng như đổ lửa. Bỏ đồ giày ra. Bây giờ thì đi dọn cơm. Nghỉ ngơi một chút rồi thì ăn cơm. Chào.